Diễu hạnh, ngày lễ thuần túy diễn ra ngày 25 tháng 3, là ngày vế bà. Ngày ấy chỉ có cúng lễ tế, lễ bái mà không có cuộc rước lễ, diễu hành. Đặc biệt là ở các cuộc lễ của người Hoa ở miếu bà không có đọc sớ hoặc văn tế thần như các cuộc cúng đình của người Việt. Các vật dân cúng thần cũng không có quy định cụ thể mà hoàn toàn tùy thuộc ở tấm lòng và điều kiện của người cúng lễ. Thông thường là bánh, trái, hoa, hương, rau, thịt còn loại nào, số lượng bao nhiêu không quy định chắc chẽ. Hội vừa mang tính chất tín ngưỡng, vừa là dịp dân chúng tụ họp để chiêm ngưỡng thần, hoặc xem những đợt cúng lễ, múa hát, rước sách, diễu hành, nghĩa là dịp vừa tín ngưỡng vừa vui chơi, giải trí. Phải chăng điều đó thể hiện bản chất thích hợp quần chúng của các cuộc lễ hội? Ngày lễ hội chùa Bà ở Thủ Dầu Một, Bình Dương được diễn ra ngày rằm tháng giêng âm lịch hàng năm và được chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, lại được sự bảo vệ của các cơ quan chức năng. Ngày lễ hội được tiến hành theo trình tự sau. Sáng 14 tháng giêng, an, lễ bắt đầu. Lễ diễn ra đơn giản trong vòng 15 hay 20 phút, sau đó là bá tánh vào lễ. Trong dịp lễ này thường có tục thỉnh lộc bà. Lộc là những cây nhang lớn và những cái đèn lồng phất giấy. Việc thỉnh lộc bằng đèn, nhang có ý nghĩa là mang ánh sáng vào hương thơm, tượng trưng cho sự hanh thông, sáng sủa và danh giá cùng những may mắn cho gia đình. Trong miếu thường có những lồng đèn phất giấy hình khối tròn như quả dưa hoặc như quả bí do bá tánh cúng. Sau lễ những đèn ấy được đem hỏa thiêu, còn những đèn nhang để bá tánh thỉnh lộc. Phần đèn có khoảng trên dưới 150 cái để người thỉnh lộc, phần nhang thì tùy hoàn cảnh, ít nhiều không hạn định. Ngoài ra, theo lễ hàng năm miếu bà có sản xuất độ 15 cái đèn lớn để cúng bà và số đèn này được đưa ra đấu giá. Số tiền có được sẽ sung vào công quỹ của miếu. Cuộc rước kiệu bà. Đây là cuộc hội đồng đông đảo và vui nhộn nhất diễn ra hàng năm ở thị xã Thủ Dầu Một. Trong những năm gần đây, cuộc rước kiệu bà còn được diễn ra ở thành phố Mới Bình Dương, ngày 9 tháng giêng âm lịch. Còn ở chợ Búng và chợ Lái Thiêu thì cùng vào ngày 15 tháng giêng âm lịch như ở Thủ Dầu Một. Thank you.
Đi đầu là tấm biển đề bốn chữ Thiên Hậu xuất du. Kế tiếp là đoàn ngũ hậu của người Hoa thuộc bang Phúc Kiến. Hậu là con kim mao sư tử rồng vàng, là con thú chú của loài ngũ. Hậu dẫn đầu đoàn trước với mục đích là muốn xua đuổi hoặc gian đen những cái xấu, cái ác. Đi trước người biểu diễn là người điều khiển hướng dẫn, cách thức, điệu múa hậu mạnh bạo, dứt khoát như người diễn võ, dùng nhiều sức nên mệt, do vậy một lúc có diễn viên khác vào thay. Thank you.
Ông Thiện đi theo Nghi Múa Lân, Hậu không leo trèo Nghi Lân. Sau Hậu là các xe hoa, rồi đồ binh khí, bát bỉ, tấm vải để túc tịnh, hồi tịnh. Sau phần nghi thức cố định này, thì theo sáng kiến từng năm của ban tổ chức mà có thể có đoàn bát tiên, gồm 6 thiên ông và 2 thiên bà, các thiên nữ đoàn bố chồng, Múa Lân. Sau đoàn Múa Lân rồi đến cụ bà có 8 người thiên. Thiên phụ bà là đều có nhiều phước lộc nên tưởng phân đều cho cả bốn vang chủ chất một góc phụ. Đến sau phụ bà là đoàn lân phụ người Quảng Đông như để phụ vệ bà cùng với bốn người đại diện của bốn vang người Hoa. Nghĩa phụ trước phụ là để bà thăm viếng dân tình và để bà dành chiến bái, cầu phúc. Thật ra những phụ trước thần thánh nói chung ở các đình, chùa, miếu mạo là cách đưa sự linh thiêng vào cuộc sống, tạo sự nối kết giữa thánh thần với đời thường, là việc để mọi người vui chơi, giải trí trong cái không khí tín ngưỡng dân gian như mọi hội hè đình đám của truyền thống văn hóa dân tộc. Thank you.
Đang có 3 xe. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.